Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình React Native tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm. Ở phần này, chúng ta sẽ đi tiếp tục cái phần là Submit App lên Store. Thì các bạn xem bên phần hướng dẫn của chúng ta nhé. Ở đây, anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình cái biến Java Home. Đây là phần cực kỳ quan trọng vì nếu Java Home bạn không cấu hình thì không thể nào chúng ta xuất ra VK để đưa lên Store được hết. Thì anh có chuẩn bị sẵn cho các bạn hai cái dòng code tới đây. Thì trong đó, cái phần màu xanh là cái đường dẫn mà máy bạn đang ngồi chứ không phải là bạn lấy nguyên đường dẫn màu xanh bạn xài. Thì để xem coi cái đường dẫn cái nơi bạn cài RSK nằm ở đâu, chúng ta làm như sau. Thì lưu ý, nếu ai chưa biết cài RSK thì bạn nhìn lên phía trên nha, chỗ này nè, đây ba phần để mà bạn cài thằng RSK. Rồi thì bây giờ để xem coi máy bạn đang ngồi đường dẫn là cái gì, chúng ta làm thao tác như sau. Các bạn mở terminal lên, các bạn gõ từ khóa Android, nhấn Enter. Bạn đợi tí xíu. Và cái khung này nó bật lên để bạn quan sát là 23.0.1 đã được cài đặt nha. Rồi bạn nhìn lên đây. Đây, cái đường dẫn mà bạn đang nhìn thấy nè, mờ mờ nè, SDK Path. Bạn ngồi lần lượt bạn gõ vô cái phần màu xanh này. Thì hiện tại cái thằng màu xanh này chính là máy anh đang ngồi, anh không cần phải sửa nữa. Nhưng mà bạn xem máy bạn đang ngồi là gì, bạn chỉnh lại trên đây nha. Thì đó là cách chúng ta xem cái đường dẫn Android SDK. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ cấu hình bằng cách như sau. Các bạn mở cái terminal lên, bạn cd vào cái project của chúng ta, là chúng ta xem lại cái project chúng ta đang làm tên gì nha. Nằm trong mark nè, user khoa phạm submit, đây, đi vào demo. Rồi bây giờ các bạn cd vào nó nha, cd khoa phạm submit CD demo. Đấy, bây giờ chúng ta đang đứng trong demo. Bây giờ để nhỏ nhỏ chỗ này nha, không nhìn nó nữa. Tiếp tục. Đầu tiên, bạn chạy cái lệnh này để bạn cấu hình biến Android Home. Enter. Tiếp tục. Chạy đường dẫn phía dưới. Dán vào Enter. Xong. Như vậy chúng ta cấu hình xong biến Java Home. Đấy, rất đơn giản đúng không? Tiếp theo, bước rất là quan trọng là chúng ta sẽ khai báo Generate Android APK. Thì anh có chuẩn bị cho bạn cái đường dẫn, bạn copy cái đường dẫn này, bạn đưa vào trong Safari nha. Đây, chúng ta sẽ khởi tạo cái key. Thì cái key là gì? Nếu như mà bạn nào đó từng học lớp Android của anh á, thì trong bài anh hướng dẫn mà submit lên store, thì mỗi một cái project chúng ta sẽ có một cái key store. Thì key store là cái key có cái password, và cái password đó dùng để xác nhận cái app này là do chính bạn up lên. Đây, thành ra để tạo cái key thì chúng ta sẽ làm như sau. Bạn quét chọn nó và nhớ chừa cái đô la lại nhé. Qua bên đây bạn dán vào, nhấn Enter. Đấy, ngay lập tức nó hỏi bạn mật khẩu là gì. Anh gõ mật khẩu nha, ABC, ABC, nhấn Enter. Bạn thấy nha, nó không có hiện mật khẩu ra đúng không? Nhưng mà bạn vẫn phải gõ bình thường nha, ABC, ABC, Enter. Họ tên của anh nha, khoa phạm, công ty khoa phạm.vn, khoa phạm.vn, thành phố nào anh đang sống, Hồ Chí Minh, và quận 1, viết tắt của nước của mình đang ở là Việt Nam là VN. Enter. Và nó hỏi là có chính xác cái thông tin này hay không. Đúng rồi, gõ chữ yes, nhấn Enter. Mật khẩu lần nữa nha các bạn, ABC, ABC, Enter lần nữa, ABC, ABC. Đấy, và bạn thấy là nó đã tiến hành tạo ra key store. Tại sao anh biết? Các bạn quay lại demo nha. Đấy, đấy là cái key store nó vừa mới tạo với cái mật khẩu của chúng ta, và không ai biết được cái mật khẩu này hết. Các bạn hiểu ha? Đó, như vậy là chúng ta đã khởi tạo được cái key store. Tiếp theo bạn kéo xuống, đọc hướng dẫn từ từ nha, là bạn đem cái key store vừa mới tạo, bạn thả vào Android Suite App. Đấy là key store này nè, mà copy nó. Bạn nhớ là anh đang nằm trong demo nha, là project của chúng ta đó. Các bạn copy nó vào Android App, các bạn dán vào. Lại bước này. Tiếp theo, các bạn sửa cái file gradle.properties bằng cách như sau. Bạn vào item, các bạn vào trong app, các bạn tìm cái file là build.properties. Đây, gradle.properties, gradle.properties. Các bạn dán bốn dòng này vào.
Trong đó nó nói là cái này là cái mật khẩu của mình, mật khẩu của bạn đó, ABC ABC. Rồi lần nữa ABC ABC. Đấy, save lại xong. Thì chúng ta vừa mới chỉnh cái file Gradle.properties. Bước tiếp theo nó kêu là Android app build Gradle, mở lên đi. Đây, Android app build Gradle, mở lên. Là đây là default config. Default config là cái này. Thì nó kêu bạn dán thêm là signing, copy cái signing nha. Signing config, copy nó dán vào ngay dưới default config. Default config enter xuống dán vô. Đấy, nghĩa là anh vừa dán này vô nè các bạn. Tiếp theo, trong build type release dán cái dòng này vô, kéo xuống một chút bạn sẽ thấy build type release, bạn chừa hai dòng đang có nha, bạn cho hàng mới dán vào và nhớ nằm trong release. Rồi xong. Và giờ bước cuối cùng là các bạn, nó kêu bạn sẽ đi vào Android, thì chúng ta đi vào Android thôi và chúng ta chạy câu giờ là câu lệnh này, nhớ từ dấu chấm cho đi nha các bạn, copy. Rồi cách làm nè, các bạn CD vào Android thì bạn đi nha, chúng ta đang đứng ở demo, chúng ta vào Android có nghĩa là bạn đứng ở CD nè. Đây, bạn đang đứng ở demo, bạn đi vào Android. Bây giờ dán câu lệnh vào nha. Đấy, vừa mới copy cái nãy đó bạn, enter. Và nếu như bạn làm theo anh hướng dẫn nãy giờ, công việc của bạn còn lại chỉ là việc ngồi đợi nó chạy thôi. Nó đang publish cái project của chúng ta đó các bạn. Và trong khi chờ đợi anh nói thêm thì cái file nó đang publish là cái file mà chúng ta sẽ dùng để mà đưa lên Google Store. Ok, chúng ta đợi thôi. Xong, build successful. Thì bạn thấy ngay nó xuất ra chúng ta là cái file build, phần hơn một build. Đó. Đây, cái build thì nó có sẵn rồi. Các bạn đi vào thư mục này nè. Đi từ góc demo nha, Android vào app và build output APK. Thì bạn thấy ngay chúng ta có file là app cho release.apk và đây là cái file chúng ta sẽ submit lên store. Và clip sau anh sẽ hướng dẫn cho các bạn đưa cái file này lên store. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.